nơi chúng tôi ở đó chính là khách sạn Long Giang. À, hôm nay sẽ ăn đặc sản, nghe đồn có món sâu tre. Tính lại là hôm qua tôi gặp ma nữa, trong khách sạn có ma không nội. Ghê ơi. Bây giờ vô quán ăn đi, ngồi rồi tôi sẽ kể. Nhưng mà ma cho. Nam hay ma nữ? Điện Biên Phủ là gọi là trụ sở chỉ huy của toàn bộ quân Pháp ở Đông Dương mình. Cái gì? Em mới gọi chị đó. Cho anh cái gì sáng đi, chả sáng đi, đừng có ăn xong. Gà này gà gì đây? Cho gà đi. Em mang cái luộc có trứng không? Luộc mấy cái trứng đi. À, luộc trứng gà đó nhé. Trứng gà để cho bao. Để chờ em 10 phút nữa. Có canh rau ngót không? Ăn đi chờ em nữa. Alo, xin chào cả nhà và chúng ta đến với tập kế tiếp. À, buổi ăn trưa là chúng ta sẽ ăn cơm tại thị trấn Mường Nhé. À, sau khi từ A3 chảy trở về đói rụng nụ, không thể chờ đợi được mà ăn liền ngay lập tức. À, đây là một quán ăn ngay thị trấn, rất là tươm tất sạch sẽ. Ngon hay không thì bây giờ ăn mới biết. Coi như quán này là lớn nhất thế giới nữa. Ở đây, tại đây. Và ăn xong thì chúng tôi mới trở về Điện Biên nha quý vị nha. Mọi người hãy theo dõi hành trình Cát Tường Ngao Du Sơn Thủy và hãy chia sẻ. Sao ăn cục mỡ vậy trời? Ăn mỡ. Trời ơi, bà nói bà giảm cân cuối cùng bà ăn mỡ không? Sao cái nước bây giờ ngon. Ăn cơm xong rồi là quốc phục nạm thực phẩm chức năng. Đi đâu cũng vậy. Như vậy mới khỏe nha Tí Cương. Hèn chi bà mạnh. Mới có sức cho Tí Cương. Bà mạnh như quỷ nha, bà uống thuốc thực phẩm. Tôi có uống gì đâu. Tôi toàn uống nước ngọt không nha, tôi bằng bã. Glucosamine nè, tăng chất nhờn nè, xương khớp đồ nè, sụn nè, bổ máu nè, bổ não nè. Trời trời. Đó, rồi omega 3 nè. Trời rồi, ơi. Nhâm thấy cầu đẹp da nè, vậy mới đẹp được chứ. Con viên gì? Con là gì vậy? Dòng cá. Con viên dòng cá sáng mát. Trời đất ơi, có gì glucosamine nữa. Tâm thì con mới còn cầu. Rồi, xin lỗi, xin lỗi. Cảm ơn các tường. Không có đi. Uống này khơi, uống nước luôn hả? À, Tí Cương vừa uống như dầu cá. Trời ơi, uống dầu cá mắt sáng xạo luôn, vừa uống xong mắt nhìn thấy cái hình. 12 giờ 32 phút luôn, có gì ơi, quá. Dầu cá, không 300 tất cả. Đấy, lần đầu tiên chị Cát Tường đến quán cho nên chị 300 tất cả thôi. Cảm ơn nha. Hello, dạ bây giờ. Trời ơi, một hành trình quá dài quá mệt mỏi chỉ để check in được cái A3 chải mà tụi tôi rụng nụ luôn, mất 1 ngày rưỡi hơn. Gần 2 ngày một đêm. Bây giờ về khách sạn tắm rửa sạch sẽ rồi, bây giờ đi kiếm cái gì hôm nay phải ăn cái gì mà nó đặc sản ở Điện Biên. Và chúng tôi ở một nơi rất là nổi tiếng ở thành phố Điện Biên, rất là sang trọng. Mọi người đều biết cái hệ thống khách sạn Mường Thanh là hệ thống khách sạn 5 sao nổi tiếng toàn quốc. À, và đây quý vị, khách sạn Mường Thanh ven Điện Biên Phủ. Và nơi chúng tôi ở đó chính là khách sạn Long Giang. Bé nhỏ kế bên mà anh. Các bạn coi. Như vậy để tiết kiệm tiền, để có tiền mà đi ăn chơi đúng không? Không, tôi chỉ nói tôi đứng trước khách sạn Mường Thanh chứ tôi đâu đó, tôi đang ở trong khách sạn Mường Thanh đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ chúng tôi đợi xe đến để đưa đi ăn. À, hôm nay sẽ ăn đặc sản. Nghe đồn có món sâu tre. Wow. Sâu tre là sâu ở trong con trong cây tre rồi bắt lên chiên. Giống như con đuông dừa của mình như vậy. Sâu tre thích tôi dám ăn không? Không. Nghe nói có cạp mà hung bò hăng gì tao lừa. Rất là sợ. Rồi đi thôi. Tối meo râu rồi, 7 giờ rưỡi rồi, bây giờ mới đến quán ăn. Nhưng mà may mắn là tài xế của tôi có đặt trước rồi. Hy vọng là bây giờ vào sẽ ăn được liền. Ngon hay không review sao? Nhà hàng dân tộc quán, liên hệ Lò Kim Tiến. Lò Kim Tiến, đi vô. Nhờ có đặc sản nên vừa vào đã thấy có dĩa măng. Giới thiệu, trân trọng giới thiệu các tường đây. Dưa. Dưa gì? Dưa gì hôm qua quên nói dưa quên mèo. Rồi cháu. Dưa mèo. Dưa mèo hả? Dưa của người mèo, hôm qua mình ăn rồi đấy. Hơi chèo chèo cái người nghiêng nghiêng. Rất là ngon quý vị. Giống dưa leo mà nó cơm nhiều lắm, nó ít hộp. Ở đây là mấy người Thái phục vụ, quý vị thấy rất là đẹp.
dưa mèo con. Trời đói quá rồi. Bữa giờ đi đâu cũng ăn. Thôi xin mời ba, xin mời mẹ. Ôi ngon quá, ăn thôi. Đói quá rồi. Ngon. Nhiều đặc sản lắm nhưng mà Tường nói là không ăn thịt câu rồi, không ăn sâu rồi. Đùa thôi, mình chỉ ăn heo, gà với bò. Trời ơi, ngon luôn. Mình giới thiệu với các bạn là quán này vô là mấy món gì cũng có hết á. Thôi chia bỏ trâu gì cũng có. Nhưng mà công nhận mình đặt trước thôi. Tại vì là các Tường yêu cầu là những món này thôi. U là trời, tôi đã dặn thằng Tuấn kế bên là đặt thịt bò mà cuối cùng nó đem ra thịt trâu. Đây là món đặc sản ở đây, món lạp trâu. Lạp trâu có nghĩa là thịt trâu băm 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 ra, ướp. Gọi lạp trâu ở đây nè. Không, thịt trâu luôn. Cái này gọi là lạp. Cái này là cái da trâu. Da gà thập tục gì đấy. Đấy, gọi chung là lạp trâu. Đấy, ăn đi, tôi thờ Văn Công chứ không ăn trâu. Cái này là thịt gì em? Bò. Trâu mà cái thằng này. Mày cứ bò hoài kêu cái canh khác cho tao. Quỷ. Trời ơi, cái thằng tài xế nó cứ toàn kêu trâu không, nó còn tính dụ mình ăn. Ở đây có canh gì khác nữa không em? Cải thịt băm. Rồi cho chị một canh cải thịt, là thịt heo đúng không? Này gì Tường? Bánh bao. Cơm. Cơm nhìn thấu lại. Cơm niêu. Ồ. Này xôi chị hai. Xôi. Xôi nếp cẩm. Đây ba món ăn không được. Măng này thì bị đắng quá, không giống như măng mấy bữa trước. Măng đắng, canh thịt trâu. Cái này cũng thịt trâu luôn. Rồi xong. Và cuối cùng một dĩa trứng chiên cho bắt tính cho nó lành. Còn một tô canh cải nữa là ngon. Mình lành cho mọi người. Cho lành cho mọi người luôn. Trứng chiên. Đúng không? Và đây, tô canh cuối cùng. Đó, không ăn được trâu thì mình ăn tô canh rau thịt. Quá heo. Ngon. Quá ngon luôn. Đây này là tô canh mỡ trâu. Tô canh thịt heo nhưng mà lấy mỡ trâu để nấu. Nước trâu. Ở đây á, mình ăn đồ ăn á, mình thấy có một cái vị nó đặc biệt. À, nó khác cái người, ví dụ như gà cũng vậy, heo cũng vậy, nó có một cái gì nó lạ lạ chứ không phải là tiêu hành nước mắm ướp như trong mình. Đó, thì hỏi bạn địa phương ở đây, bạn nói là ở đây nó có ướp thêm hai cái hạt gọi là hạt mắc kén với hạt dỗi. Hạt dẻ hả? Hạt dỗi. Hạt dỗi không phải hạt dẻ hả? Cái mắc kén thì em biết, mắc kén là em một lần em bị đi nước ngoài. Em ăn cái lẩu mà nó cái mắc kén nó giống như hột tiêu vậy đó, mà nhỏ xíu, mà màu xanh xanh nhỏ xíu à. Không biết luôn. Mắc tươi. Bỏ vô cái mắc kén nó vô, ăn một cái nó tê luôn nguyên cái lưỡi luôn anh. Có nghĩa là để làm gì? Nó làm cho kích ấm thích, bụng à. Với ngon với gì đó. Đa kích số là người Hoa, người Hoa người ta sẽ là thường hay nêm nếm cái đó. Mà ở đây ngoài này người dân tộc họ cũng mắc kén, mà trong này là họ vụn ra hả? Họ xay nhuyễn ra. Vậy thì trong lẩu của người Hoa là họ bỏ nguyên cái trái tươi vô, múc ở dưới mà lỡ mà trúng một hạt một cái nha là nó te nguyên cái miệng luôn, nó tê luôn, không có được. Mình ăn rất là sợ, nhất là mấy cái lẩu Hồng Kông rất là dễ bị mắc kén hả? Mắc kén, rất mắc kén, mắc kén gì đó. Trời ơi, tôi bị một lần tôi sợ luôn. Hèn chi bây giờ tôi ăn gà xong cái lưỡi tôi đứt cứng ngắc luôn, tôi không nấu được gì, tôi ghẻ. Ăn rồi mà xuống đây tính tiền rồi gửi cho mình trốn mình đi luôn sao? Thì đâu ai biết mình là ai đâu. Các Tường bật mí quý vị là các Tường đang tập thể dục và yoga để giảm cân. Nhưng mà cứ cái đà này thì Tiết Cương thấy là chắc không giảm cân bữa được rồi. Bữa giờ tôi ở nhà tôi giảm được 2-3kg rồi đó. Thấy vậy hả? Bữa giờ là em giảm 2kg rồi đó. Thấy bụng thon. Bữa nay đi du lịch tuần lễ này là sẽ lên lại, về tập lại. Khổ quá. Đây là bộ đồ của dân tộc Mông đúng không? Cái gì? Thái đen. Sai rồi, em nói Thái đen. Anh nói Mông, em nói Thái đen. Ủa không có nói hả? Ủa vậy hả? Vậy là con sai rồi. Nói tặng mình cái vỏ. Không có ý tặng luôn á, anh xin chứ người ta xin. Không có ý tặng luôn á, anh phải nói rõ. Tôi xin vỏ đựng xôi để tôi ngày mai tôi ăn sẵn. Ác với ía. Tôi từ trên núi xuống. Tôi không biết tiếng kinh. Tôi là người Mông đen. Còn cô là người Mông gì? Mông bông. Mông bông. Mông hoa. Là cô cái Mông có hoa à? Vâng. Là cô bị ghẻ à? Vâng. Tiết Cương và các Tường đã được cô chủ Thái Mông đen tặng một cái hộp. Tặng một cái hộp đen 20.000. Giới thiệu quý vị, đây là cô chủ dân tộc Thái Mông đen.
Và sau khi ăn uống no nê, tôi đã đuổi nghệ sĩ Tiết Cương về phòng. Nói đùa thôi chứ đàn ông thì không nên. Ba tôi với Tiết Cương về phòng nhâm nhi rồi. Còn Cát Tường với mẹ Cát Tường và bé trợ lý sẽ đi gội đầu dưỡng sinh massage, ngâm chân lá thuốc của người tóc giáo đỏ. Nói chung là Tường đi du lịch lúc nào cũng có cái vụ này hết trơn á. Tôi là cái người thích massage, vô quá quen thuộc, 200.000 một tiếng là ngâm chân với massage chân, đúng không? Vô. Chào quý vị, hiện tại Tiết Cương, Cát Tường đang đến một quán ăn nhỏ ở Điện Phủ, đó là quán bún chả cây tre. Và qua một đêm ngon giấc thì hôm nay không biết sao Cát Tường đã gục ngã tại sa trường. Có thể bật mí lý do gì sao cho khán giả biết không? Cả đêm ngủ không được. Mọi người biết là thường là tôi đã hay bị bệnh mất ngủ rồi. Mà tối hôm qua đã đi massage chân về, đáng lẽ phải ngủ ngon hơn Tiết Cương đúng không? Ở chỗ nằm massage chân là đã muốn ngủ rồi. Đã liêu ghiêu rồi. Cứ lên giường nằm là không có ngủ. Mà túm túm lại là hôm qua tôi gặp ma nữa, trong khách sạn có ma không nội. Bây giờ vô quán ăn đi ngồi rồi tôi sẽ kể. Nhưng mà ma cho. Nam hay ma nữ? Ma con nít. Ma em bé à? Ừ. Ghê quá. Ma con nít trong toilet á. Giống như Annabelle à? Trời ơi, nghe nổi da gà chơi cái hù tôi. Mà nói chung là vốn là do có thể là một ngày mình đi xe mình đã mệt mỏi. Cái thứ hai là do là thường là cứ bị cái bệnh không ngủ được, thần kinh nó yếu nữa. Rồi lên trên giường nằm làm như cái thế bị nó bị ép một cái gì đó. Cái tự nhiên kể luôn đi cho rồi chứ còn gì nữa ha. Đúng rồi. Cái mình thấy cái tự nhiên á mình bị mà mình nghe sao tự nhiên mà đã bình lúc mà đang tỉnh á là 10 giờ rưỡi là đã về phòng rồi. Ừ. Mà Tường nằm Tường lướt Facebook một hồi 11 giờ là Tường tắt chuông điện thoại hết. Là muốn ngủ đó, tắt chuông điện thoại luôn. Mà nằm hoài gần 12 giờ cứ suy nghĩ cái gì tùm lum, mà bình thường ở nhà cũng vậy, không ngủ được. Không ngủ được thì tới 12 giờ Tường mới quyết định là mở thuyết pháp của thầy Pháp Hòa ra nghe. Ừ. Thì nghe thuyết pháp của thầy Pháp Hòa gần 1 giờ sáng vẫn không ngủ được. Tại vì Tường có cái tật á, người ta nghe để ngủ. Đúng nhưng rồi. Mà Tường nghe là Tường lại suy nghĩ tới những cái lời thầy nói về nhân tình thế thái hả? Có nghĩa là nghe thuyết pháp thì nghĩ đến lời thuyết pháp, nghe nhạc sẽ nghĩ tới lời của bài hát. Trời nghe ơi. Cái gì cũng phải suy nghĩ hết trơn á. Đa sầu đa cảm của chị ơi. Cái cuối cùng Tường quyết định là tắt thầy thuyết pháp luôn, tắt thầy Pháp Hòa luôn để ngủ. Thì tắt thầy Pháp Hòa luôn là bắt đầu làm thấy mà. Rồi ôi, bắt đầu tự nhiên trong cái sự chập chờn giữa cái tỉnh và mê thì Tường mới thấy là cái Tường đi vô toilet, tại vì Tường hay mắc tiểu thì toilet thì Tường thấy một cái mặt tái me tái mét tóc ngắn mà mặt mày trắng bệt vậy nè. Tự nhiên nó đang mình đi vô toilet nó em nổi da gà Tiết Cương coi nè, Tiết Cương nó ngoắc qua nó nhìn em vậy nè, nó ngoắc qua nó nhìn em. Thế tự nhiên là giúp mình chấp mẹ rồi, khách sạn này có ma rồi, là trong cái tiềm thức trời ơi nó dựng lông nè, nó dựng lông nè, trong khách sạn đứng trời luôn ơi, lông nó dựng lông luôn, đứng da gà luôn nó nổi lên nè, là trong cái tiềm thức mình là chấp mẹ khách sạn này có ma rồi. Thì em mới bùng dậy em định chạy. Thì em ra em ú ớ em mới, thì con nhỏ trợ lý nó nằm kế bên, mà em nhìn thấy nó nằm kế bên em hai cái giường bự như nè. Em mới kêu Yến ơi, kêu tao dậy Yến ơi, mình mới giơ tay ra mình cầu cứu nó. Yến kêu tao dậy. Mà con quỷ Yến nó cứ nằm ngủ mà nó không kêu, mà trong đầu mình là định nó em kêu. Em kêu cái miệng em đâu có nói. Đúng rồi, đâu. Kêu mà mình nói là kêu tao dậy Yến mà hai cái tay em đưa lên nè. Thì cái tay em nắm lấy cái tay em, mà em thấy em này nắm lấy tay ma luôn. Tay nó bụng tự nhiên em nắm vô cái tay nè, cái tay nó mình dũng nó quẹo nó nhát lại em luôn. Cái tự nhiên em thấy em nắm tay ma, cái mấy chiếc mẹ xung quanh này, cái phòng này ma không à. Em mới kêu Yến ơi, mà em ráng đấu tranh tư tưởng thì em mới bật cái qua bên cái cửa sổ. Em nhìn qua cửa sổ thì em nghe tiếng mưa lớn thiệt là lớn. Qua luôn. Đâu có mưa đâu. Ôi em nghe mưa lớn thiệt là lớn luôn. Cái cuối cùng em đấu tranh cái em thức dậy. Ừ. Em giật mình thức dậy. Thức dậy được là mừng rồi. Thức dậy được thì em thấy là em nằm bị người nó bị co là ép lại. Em mới là lúc đó tỉnh rồi nha, em mới nằm thư giãn ra. Em duỗi hai tay hai chân ra em nằm lên thở, thì em mới suy nghĩ là bây giờ mình có qua bên giường của Yến ngủ không. Và mình nghĩ lại là tao không sợ ma luôn, tao đậu Phật luôn. Tao không sợ ma luôn, vì Cát Tường đã từng đi tỉnh một mình. Những cái khách sạn đi quay phim mà Tường nằm những cái nhà trọ mà cò kẹt tiếng ma mà Tường còn không sợ mà. Tường không sợ luôn, bắt đầu Tường nằm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nó hồi không được mà niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ừ. Nằm thẳng duỗi hai tay hai chân ra, gác thả lỏng, thoải mái thả lỏng. Thì bắt đầu Tường lắng nghe ở ngoài đường là không có mưa. Hết mưa. Chỉ nghe tiếng xe chạy thôi, tại vì mình nằm ngay đường quốc lộ, xe chạy không có mưa. Nằm thư giãn thì từ từ là cuối cùng là chiến đấu không sợ, không qua con Yến không sợ ma. Trong đầu mình còn nghĩ là mày ngon ma mày nhát tao lần nữa coi. Thì cuối cùng cũng ngủ, mà ngủ chập chờn là 1 giờ mấy rồi. Ngủ tới 3 giờ rưỡi sáng, giật mình dậy cái nữa nhìn đồng hồ 3 rưỡi. Ráng nằm nữa ngủ tiếp mà nó nóng, đắp mền lại á, thì nó lại nóng. Mà mở mền ra thì nó lại lạnh. Cứ trăng qua trăng lại ngủ không ngon giấc. 5 giờ rưỡi sáng thức một dậy một lần nữa. Đi vô toilet coi mày ma hả mày, tao vô toilet tao đi không tiểu luôn, không có ai trọng hết. Rồi ngủ luôn, cái là tới 6 rưỡi thức dậy, bây giờ mắc quần thâm mệt mỏi phải trang điểm miếng má hồng lên. Tóm tắt câu chuyện là Tiết Cương kết luận
Cát Tường bị ma nữ đè, bởi vì ma nữ ganh tị nhan sắc của Cát Tường. Chứ Tiết Cường qua vừa nằm về nhà chín rưỡi là một nằm xuống là ngủ liền, vì một phát mở mắt ra năm rưỡi luôn. Một phát một luôn như vậy. Bởi vậy đây đi xe thì cái vật và vật vưởng mà lên à, đêm hôm trước cũng vậy, đêm nay cũng vậy. Em thề nha, đêm nay mà ngủ ở đâu, đêm nay ngủ ở khách sạn nào, đêm nay ở Sơn La, đêm nay ngủ ở khách sạn Sơn La là tôi thề tôi phải ngủ một giấc cho ngon lấy sức nha. Tức ghê luôn á. Vô ăn cá người giàu cũng khóc. Ăn luôn rồi, ăn luôn người rồi tô vậy đó hả? Người tô bún nhỏ xíu rồi quý vị ơi, người tô bún có chút xíu à. Nè hai anh em mình ăn chung với ăn gì hết thịt nè. Đây hình như chỉ có thịt nướng à. Thử coi. Nước mắm hơi ngọt. Cường ăn gì thế Cường? Hồng Vinh lộn. Nghe lộn đập sẵn ra luôn á hả? Không biết cho kêu Hồng Vinh lộn đưa vậy quý vị không? Mà ăn là ăn với gừng nha. Có gừng. Ăn cho ấm bụng. Ngon á. Thử có giống cho mình không? Hồng Vinh lộn ở ngoài nó khác trong mình nha. Khác sao? Hồng Vinh lộn rồi nè. Nó làm sao? Nó nhiều. Nhiều cái đỏ đỏ nhiều hơn. Thì đó là hộp dịch nó non. Ừ. Hộp dịch non thì nó nhiều màu đỏ. Thưa quý vị, hiện tại Tiến Cương và Cát Tường đang đến đây là một cái bia để gọi là khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ, di tích cứ điểm 310, 300 mét. Là gì? 310 là gì? Đó là cứ điểm 310 là ngày xưa đây nguyên toàn bộ khu này là gọi là Điện Biên Phủ, là gọi là trụ sở chỉ huy của toàn bộ quân Pháp ở Đông Dương mình. Gì? Ở Đông Dương luôn. Nhưng mà ở đây là quân mình hay quân Pháp? Pháp. Pháp căn cứ ở đây. Tại vì Pháp lúc đó là coi như là đô hộ ba nước là Việt Nam, Lào, Campuchia. Mà cái cứ điểm ở Điện Biên Phủ này là rất là địa thế rất là đẹp. Nó là lòng chảo. Nó lòng chảo thì nó từ đây qua bên Lào cũng rất là gần. Cho nên họ chọn cái vị trí này là để giống như là thống trị toàn bộ khu vực này để coi như là bao nhiêu là đơn vị đầu não đầu sỏ là nằm đây. Bộ chỉ huy nằm đây. Bộ chỉ huy cao cấp nhất của quân đội diễn chinh Pháp. À, là sau này Việt Nam mình là quýnh thắng là mình chiếm chỗ này. Chiếm được chỗ này là coi như là chiến thắng Điện Biên Phủ hả? Hội nghị là Geneva chấm dứt gần 100 năm Pháp đô hộ Việt Nam mình, đó là trận Điện Biên Phủ 1954. Bên đây mời quý vị bên đây hầm The Castery. Hầm đó là của ai ở? Là của Pháp ở chứ? Của tướng đó, của tướng The Castery là cái ông mà sĩ quan cao cấp nhất chỉ huy về quân sự. Nhưng mà ổng mạnh quá trời, ổng còn núp dưới hầm chi? Trời ơi, tránh pháo binh chứ. Trời ơi không chui xuống hầm tránh pháo. Ông đã thống trị ba nước rồi mà ông còn chui xuống hầm nữa. Chui hết. Bây giờ mà đạn bom nó không có chừa ông nào hết trơn hết. Hồi xưa đây là toàn bộ là đất trống hết, bây giờ đã gào lại. Bây giờ chúng ta hãy qua bên đó để tham quan hầm The Cát nha. Bốn người bán ba vé xin cảm ơn, tại vì một người đi theo quay phim thôi. Rồi. Rồi. Rồi chúng ta sẽ vào hầm The Castery. Đó, đây chúng ta sẽ chui xuống hầm. Đâu được, đây đâu không có đường xuống. Bảy tập bả cái cương này tao. Bây giờ bao quát đó, nhưng không được trèo lên nóc hầm nha. Cấm trèo lên nóc hầm. Hồi xưa cái hầm vậy mà đạn bắn không tới hả? Trời ơi trời, cái tôn này là ta rộng lớn rồi, kêu bằng chống đạn mà. Nhưng mà hồi xưa là không có cái mái che này. Đúng rồi, đâu có cái mái che. Hồi xưa không có mái che. Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm đó, bao quát đó. Đâu, bây giờ mình xuống hầm đúng không? Xuống hầm luôn. Vô. Đây nè, mấy cái này đứng dưới này để mình chạy nè. Cái này mới là chống đạn nè. Trời ơi, mấy cái bao cát này từ hồi Pháp giờ mà còn cứng quá. Để mình lấy về mình làm hàng rào nhà mình được không các Tường? Bao cát này đã quá thật rồi. Đó. Thật nè. Xin chào. Đây. Cái bộ bàn ghế này là ngày xưa ông Castery đã ngồi hội họp với với các tướng lãnh Hoa, Boucher, Allier, Anh Phú, Chú Việt Minh, Chú Thoát, Trần Tướng, Điên Biên Phú, Đú, Đà Đù. Là Việt Minh đang tấn công quyết liệt vào trung tâm đề kháng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đó. Ai giới thiệu các Tường đây? Đây là sông Nậm Rốm. Đó. Đây là Bích Trai. Đây là Dominique. Đây là Bollier, Junyun,
là anh tia duê là gì tao nói chung á là đây nè băng keo cái gì băng keo không nè băng keo nè nói chung á đây toàn bộ là những cái mũi tên này á là quân ta đánh vô cái tập đoàn cứ điểm Điện Phủ á cái trận này là coi như là quyết liệt nhất thế giới loài người á đó. Rồi bây giờ chúng ta ủa nhưng mà về cuối cùng là Pháp nó đầu hàng, nó đồ hộ ba nước mà có Việt Nam mình quýnh thắng nó thôi. Còn đúng rồi, từ từ cái hiệu ứng của Việt Nam mình mà giải phóng luôn Lào Campuchia luôn. Được. Tiền Lào ăn gấp đôi, tiền Campuchia ăn gấp bốn mình á. Là gì vậy? Thì tiền kiếp của Lào ăn gấp đôi mình, ví dụ mình là 10.000 là mình đổi được có 5.000 Lào. Còn tiền gì quên của Campuchia tự nhiên nói ngang quên rồi. Thì là thí dụ như mình 20.000 thì đổi được có 4.000 à. Là tiền mình trượt giá hơn. Mấy cái này có đọc mấy bài đó. Các tượng đâu hiểu gì đâu. Không hiểu. 1287 The Magi 4.200m The Chivo. Thôi khó quá cho qua luôn. Kìa có 60 pilot rồi tôi biết không đâu. Có 60 phi công thấy chưa. 60 phi công rõ ràng ta Pilotit mà đọc pilot. Pilot là tiếng Anh. Nhưng mà tôi nói là 60 phi công. Còn đây là thống kê tổn thất quân Pháp Điện Phủ nè. Còn từ ngày 21 đến ngày 23 là gì? Cái đó là Euro là lính châu Âu. Đúng thiệt mà, lính châu Âu nè. Cái này North Africa là lính Bắc Phi. Đúng rồi. Cái này Legion. Đó, cái này phân teo. Cái này thôi tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là chết 1037 em. Là chết đấy hả? Lính Pháp, quân Pháp đúng rồi. Chết đó hả? Còn cái này từ ngày 13 tháng 3 tới 15 tháng 5. 5 tháng 8 ông nội. 5 tháng không có may là tháng 5. Cái này phải năm đến. Đến à, là chết 7.184 người, chết nhiều lắm. Đó đây cũng có hai ha. Ủa cái đường này đi đâu? Đây là nước ướt vậy. Đây là bị dọc, đây là toilet ngày xưa là để không cho đâu, chứ không để dưới hầm không có toilet. Đây thưa quý vị, đây có cái cổng này nè, bây giờ mình chế ra chứ ngày xưa là không có cổng. Đây để bảo quản á, đừng có cho bụi đời vô đó ngủ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu để tham quan toàn bộ. Mình không thấy toilet trong này ha. Không, thưa thấy chắc giờ dẹp rồi, mấy di tích đó. Đó. Như toàn bộ những cái bảo quản trên này á là mình xây dựng nha, chứ hầm đờ cát là chỉ có vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa Thí Cương nhớ một số những cái người đi du lịch Điện Biên á, thì họ chụp hình á là nó rất là đẹp. Bởi vì từ biết sao không, lúc đó là chưa có cái máy dòm này và chưa có tráng nhựa, tráng xi măng này. Cái này là hoàn toàn là mình tráng thêm nha, chứ hồi xưa là đất không, thì thấy nó có vẻ nó hoang sơ và nó giống như là nó còn cái gì đó nó thật. Còn bây giờ nó bị nguyên cái máy dòm mà tráng nhựa này, nó có vẻ nó bị công nghiệp quá rồi. Quý vị, vậy là Thí Cương và Cát Tường đã được đặt chân check-in hầm của tướng The Cattery, nơi mà chính thức vào ngày 7 tháng 5 1954 tuyên bố đầu hàng quân Việt Minh và chấm dứt gần 100 năm Pháp đô hộ người Việt Nam chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ qua bên viện bảo tàng đi để xem bên đó có gì mới lạ. Theo dõi kênh nha.